Xin được kính chào quý bà con, quý bác anh chị các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ hai, ngày 2 tháng 1 năm 2023 thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua tình hình giống Bích Thái sáng hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý bà con, quý bác anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giống Bích thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý bác anh chị nào có xem kênh có quan tâm đến giống Bích thêm một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giống Bích Thái sáng hôm nay thì giá tiếp tục tăng so với ngày hôm qua nha quý bà con. Trong 1-2 ngày trở lại đây thì tình hình giá Bích đang có chiều hướng là đang tăng liên tục. Hy vọng là trong một vài ngày tới thì giá có thể tiếp tục tăng. Tình hình giống Bích sáng hôm nay thì ở khu vực Vĩnh Long, thì Bích kem nhất dao động từ 22, kem rất lớn là 20, kem nhì là 12 và Bích kem rất nhỏ là 10. Khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì Bích kem nhất là 22, kem rất lớn là 20, kem nhì là 12 và mít kem rất nhỏ là 10. Khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang thì mít kem nhất là 23, kem rất lớn là 21, kem nhì là 13 và mít kem rất nhỏ là 10. Giá mít chợ hiện nay khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang thì thương lái đang mua với mức giá dao động từ 4.000. Còn ở khu vực Tiền Giang, hiện nay thì mít kem nhất là 24, kem rất lớn là 22, kem nhì là 14 và mít kem rất nhỏ là 12. Mít chợ hiện nay khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua với mức giá động từ 4.000. Mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng có giá cao hơn những khu vực khác, trong khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều giữa mít. Còn ở khu vực Đồng Nai, khu vực Bình Dương, khu vực Bình Phước, khu vực Vũng Tàu thì mít kem nhất dao động từ 17, kem rất lớn là 14, kem nhì là 7 và mít kem rất nhỏ là 7.000. Mít chợ hiện nay khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua với mức giá động từ 3.500 đồng một ký. Còn ở khu vực Tây Nguyên, hiện nay thì mít kem nhất dao động từ 15 đến 16, kem rất lớn là 12, kem nhì là 6 và mít kem nhỏ là 6.000. Với mít chợ hiện nay ở khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua với mức giá dao động từ 3.000 đến 3.500 đồng một ký. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây, xin kính chúc cho toàn thể quý bà con nông dân, quý chị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin kính chúc cho toàn thể quý bà con nông dân mình thì sẽ luôn luôn có được những vụ mùa thật là bội thu, thành công, đạt năng suất thật là cao và bán được giá. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con, quý cô bác, quý chị các bạn trong những clip tiếp theo trên kênh của mình.